Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay là một ngày mà khá là đặc biệt các bác ạ. Ở video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là về cái ngày đào nền nhà của hai ông cháu rồi. Tuy nhiên hôm nay thì chỉ có hai ông cháu là tự làm thôi các bác, không có ai ra hộ cả. Hôm nay không có ai ra hộ à ông? Vâng. Đây cháu chào ông nhé. Thì hai ông cháu mình làm xem làm được bao nhiêu thì làm không nhỉ? Vâng. Một mai nó được về. Mai bà con mới ra hộ à? Vâng. Thì ông gửi một lời chào tới các bác không? Vâng. Chào các bác, các chị nhá. Ấy nhưng mà ông có bao giờ nghĩ được rằng là mình sẽ có một cơ hội mà để mà đào cái chốn nền nhà này để mà làm nhà mới không? Có. Có à? Nhưng mà nếu mà để mà đào nền ấy thì là ông chỉ là gọi là làm tạm bợ, gọi là làm cho nó rộng ra thôi cô bác ạ. Chỗ này thì là sáng nay là ông xếp kè lên trên này rồi không? Vâng. Cũng có đầu đứt rồi, sáng nay mới kè đó. Vâng, ở dưới kia thì ông vẫn để kè xong không có đứt. Để một đường để mà nó đi lại cô bác. Đường với cả chỗ nó bị kì. Cái cục đá này to đấy ông nhỉ? To ấy. Hôm nay thì là cái ngày đẹp, cho nên là hai ông cháu là quyết định là đào trước, không ai ra hộ thì là vẫn đào trước cô bác. Cuốc ông nọ cháu đem xuống cho ông với xẻng ấy thì là ông đã làm hết cán chưa? Làm rồi. Ông làm hết cán cuốc rồi à? Ừ. Cháu lấy xin thêm xẻng nhá. Mạnh đi học rồi không? Vâng, đi học. Cuốc xẻng thì nhà ông thì cũng có ít đấy cô bác, cho nên là cháu Đức bắt buộc là phải trích thêm cái phí ra để mà mua thêm. Đây, gọi là mua những cái nào mà mình cần thiết thôi, ví dụ như cái xà beng này thì là ông đi mượn về. Ôi dồi. Em ngọt. Không phải cái gì đâu. Hôm nay thì xin phép các bác là cháu Đức sẽ mặc quần đùi một chút các bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì có con dín rất là nhiều các bác ạ. Chọn đến ngày đẹp rồi thì không đào được nhiều thì cũng phải đào để mà mình coi như là cái ngày đẹp của nó đúng không bác? Mọi người chỉ làm thôi rồi. Vâng. Ngày đẹp thì bắt buộc là phải đào phải không ạ? Trong cái thời gian này thì là ông sẽ không đi làm thuê đâu các bác ạ. Là ở nhà là đào cái phần là nền nhà. Còn về cái phần nền nhà này thì cháu Đức sẽ không có trích cái tiền quỹ ra để mà thuê người đào nữa. Nếu mà trích tiền quỹ ra thì lại là không có đủ tiền mà để mà kinh phí làm nhà nữa. Hiện tại là kinh phí làm nhà vẫn còn đang thiếu các bác. Thời gian là cháu Đức cái nào mà tự làm được thì sẽ là tự làm luôn. Chỗ nền nhà thì nó cũng không có gọi là quá là đất là nhiều cả các bác ạ. Mình chỉ gọi là đào một cái phần này là đến cái chỗ kia là được rồi. Cái chỗ này thì đào đến tận kia mà không? Sát vách kia luôn nhở? Không sát đường à? Không sát đường, thế lấy một đường đi lại nữa à? Ừ. Đào đến tầm đây cho nó được quay lại không nhở? Vâng. Ừ. Nhưng mà chỗ này là ông phải đào thỏi xuống nhá. Được thỏi. Và mai nếu mà cháu không đi xuống được ấy thì là các bác gia hộ, các cô gia hộ ông ấy thì là ông cũng bảo người ta đào thỏi một chút nữa. Vâng. Cái chỗ thì mày phải lấy dây căng đi cho nó thẳng. Vâng. Đằng sau cái phần tả ly này của bác này thì là ngôi nhà sẽ cao hơn, cao hơn. Hai ông cháu mình đào cái cục đá ra đâu nhỉ? Vâng. Như cậy.
Sà beng này ông mượn được một cái rồi à? Một cái rồi. Có một hòn đá. Cái đá này nó không phải là đá loại chắc đâu ông nhỉ, đá này. Có thu dạng đá mùn một chút. Mùn. Nếu mà như mà không có được sự giúp đỡ của các cô bác mạnh thường quân thì không biết là bao giờ ông mới có cơ hội để mà đào vào cái nền nhà này rộng ra, không biết là bao giờ mới có cơ hội để mà làm nhà mới. Nếu mà như theo ông không có các bác giúp đỡ ông làm nhà ấy thì là ông định ông tính bao giờ ông mới làm được lại được nhà mới? Không biết bao giờ rồi. Nếu mà như hôm nọ mà bị gió nó thổi nhà đấy thì ông cũng chỉ gọi là sửa lại thôi, hoặc là hai ông cháu là lên trên này ngủ thế thôi. Ồ, nó còn đi sâu rồi. Còn sâu lắm không? Bên kia có một hòn này. Chỗ này có một hòn nữa không nhỉ? Tròn. Hiện tại thì đang có ba cái tảng đá khá là lớn của bác ạ. Ông ơi, cháu mượn cái sạp điên này nào. Hôm nọ ông bảo cái hoàn nào nó bị lung lay rồi. Hoàn kia mà. Hoàn kia à? Hoàn này thì không biết là liệu nó còn đi sâu không? Này không sâu mấy được. Chưa thấy lung lay tí nào cả ông ạ. Không sâu lắm. Không sâu à? Sao phết đấy ông ạ? Sao đấy, sử dụng thế nào? Ồ, trời nắng à. Ngủ rồi. Trời nắng thế này thì mới đào được nền nhà ông ạ. Còn trời mưa quá đấy, ông đợi mưa đấy. Còn trời mưa thì lại không có đào được đâu. Mưa không làm được. Nếu mà thời tiết mà cứ ủng hộ mấy ông cháu mình độ tầm một tuần đấy thì là cũng đào xong nền nhà rồi không ạ? Vâng. Ông xem nó rung đi nhá. Rung một tí rồi. Hả? Rung một tí rồi. Rung một tí à? Thế bây giờ mà không cấp tóc và làm nhà cho hai ông cháu đi, thực sự ra thì mấy đứa đến cái mùa mưa bão đấy thì các bác cũng đã biết được rằng là nếu mà mùa mưa bão thì ở trên vùng cao thì đã rất là ghê.
kia là hết đá rồi không? Hết rồi, còn hòn bé. Còn hòn bé rồi. Cái xịn xịn xuống đầu đất. Xuống đi. Ở phần dưới này thì cái đất mượn của nó các bác ạ, nó chỉ là từ cái chỗ mà chân của nó về. Đi vào đây thì nó hơi 1 mét, nhưng mà chỗ này thì làm nhà là không có tới các bác nhá. Nếu mà về cái làm móng nhà thì sẽ là phần đất thì từ đó kìa. Nó gọi là mình kè chỗ này để mà cho nó rộng cái phần khoảng sân ra đấy các bác. Còn sau khi mà nếu mà làm nhà thì nhà sẽ được nằm ở chính cái chỗ mà cái phần móng ấy thì sẽ là ở đây. Chưa lung lay tí nào không? Có hai cái xà beng này tốt rồi ông nhỉ? Hai người cùng nhau bẩy nó ra. Ôi, lung lay không ơi? Lung lay rồi. Hàng sáu luôn. Cái hòn đá này để ném vào trong không? Ném vào trong. Hây. Hây. Sáng rồi thì gặp cái tảng đá này to nhất của bác. Ôi ông ơi. Cái gì không chắc. Thế là giờ nó lung lay rồi ông ạ. Cái này thì bẩy ra đến tận đâu không? Kìa dưới đi. Thế bây giờ nó lung lay được thì tiếp tục là đào cái này thôi không nhỉ? Vâng. Cục này. Cái này bây giờ nó lung lay rồi thì thôi. Để okay. Mai lấy cái búa tạ đập không ạ? Ngày hôm nay thì là sẽ là ngày đầu tiên của bác. Là ngày khởi công, là ngày đẹp ấy. Cho nên là sẽ cùng ông là gọi là cuốc những cái nhát cuốc đầu tiên của cái nền nhà của hai ông cháu. Thì để tức là ngày mai thì ông bảo là sẽ có hàng xóm là sẽ ra hộ ông các bác. Cho bé ông ấy đâu rồi? Cho bé ông đâu rồi? Cho bé.
Đi học chưa về? Con chó bé. Ồ. Con chó bé. Con chó bé. Ừ. Nhà đấy mà. À. Nó nằm ngủ đâu à? Tôi tưởng là ông bán rồi. Bán rồi. Thì nắng nó. Chó nó đâu ngủ đây nhỉ ông nhỉ? Chuột lợn của ông này mai ông xem là thiết kế bỏ đâu không nhá? Thiết kế bỏ tạm vào đâu đấy? Mình đấy còn chưa đưa làm những kia thì chị một tí đâu ạ, hôm nay một tí thôi. Thôi, cái xe bé tí lại em. Ông cứ chọc đất ra đi, để cháu đào. Ông chọc đất để cháu đào đó. Chọc thêm một lớp nữa, đấy. Đào cục này ra xong là chắc là nghỉ ngơi một lần nào. Một lần đã không nhỉ? Ừ. Hai ông cháu thế mặc dù là thầy vẫn biết là nếu mà không làm các bác thì là sẽ không có xong được đấy, nhưng mà sức của hai ông cháu đến đâu thì hai ông cháu sẽ làm đến đấy. Còn như là không có gọi là làm được hết ấy, thì là sẽ nhờ hàng xóm xung quanh ở đây này các bác này là ra hộ ông là một hôm thì mình chỉ muốn thức ăn thôi. Còn gọi là sau này thì nếu mà ông vẫn phải đi trả công. Điều này đi là cháu Lực cũng đã hỏi ông trước rồi. Thì ông cũng có bảo là được. Đúng rồi. Chúc lây rồi ông ạ. Vừa lúc lên một tí thôi mà ông nhỉ? Ừ. Chắc không phải lấy bố đập. Bố á? Thế này phải lấy cái đục cái kia ông ạ. Đục ra thành từng miếng luôn. Từng mảng luôn. Hòn này có vẻ cứng hơn hòn kia đâu nhỉ? Ừ. Bây giờ ông cho lung leo cho ném đá vào đây nhá. Ừ. Ông nhấc lên một tí. Chết được không? Đau quá. Chú cọ không được đâu. Một tí nào? Được không? Được. Tí nào không? Hai, ba. Sập giang cũng ngon. Giờ sẽ phải lấy cây to để bẩy nó lên.
nó vẫn lung lay rồi cô bác đấy, nhưng mà nặng quá thì hai ông cháu là vẫn chưa thể mà bửa nó ra ngoài được. Lung lay rồi. Nhưng mà lung lay thì thôi kệ nó. Sắp tuột rồi không? Ông lấy đá chè vào đi không? Đó. Ui, không sâu quá, không được. Sao bị ăn quăng rồi? Ôi, sao bị ăn quăng rồi ông ơi? Thôi, bè bè hơn lại thôi. Ông nào ơi, bè cho sao bé ăn quăng lại đó. Không hỏng sao bé. Còn hai cái cục đá bên này thì cũng đã lung lay, còn ở bên kia thì cũng đã rời ra rồi. Bây giờ thì còn mỗi cái cục đá bên này nữa thôi này. Chắc là chỗ nền đất của ông thì cũng chỉ có ba cục đá này to chứ thôi. Đá này thì sẽ tận dụng lại để mà làm cái phần kè phần dưới bên kia các bác. Dưới bên kia thì sẽ dùng đá này để mà kè luôn. Vào trong bọn đồng người, có 4 người chứ. Là 4 người thì mới đẩy được ra. Thử bây giờ xem cái cục này chụp lên hay không. Ôi, không hề đến tận đâu nhỉ? Chắc không đến đây đâu không ạ? Không hề. Cái này. Không đến đâu. Thế thì cục này cũng nhìn trong cũng nhỏ thôi. Có biết là trong này thì có cục nào không nhỉ? Chắc là không có rồi nhỉ đấy. Biết rồi, chẳng biết có. Có một hòn bê này. Hòn này cháu nghĩ là chắc là cũng bé bé rồi, hòn này không to với đâu. Cháu bé này mà mỏng. Cái dài trên đây. Có dài hay không? Có hai cháu bên đi nghỉ ngơi tí đâu ạ. Một tí này. Chỉ mồ hôi hết à? Hết toát hết mồ hôi. Cái chỗ tảng bên này là sẽ đào hết xuống hết rồi ông nhỉ? Tảng bên này đào xuống hết rồi. Vậy cái này nền nhà của hai ông cháu đấy cô bác thì chỉ có đào là đến từ mà góc bên này thôi, thì ở phần phía bên kia thì vẫn lấy một cái con đường mà đi xuống. Thẳng chéo luôn. Cái con máy xúc của Mạnh thì ở đây này không bác này. Con máy xúc này mà xúc được thì đúng là hai ông cháu cũng vất vả thế này rồi. Ông ấy cây đo luôn à? Thằng bảo nó lấy nữa. Dễ hay không càng càng như gì?
Vậy ngày đầu thì hai ông cháu chỉ có gọi là đào được như thế này thôi cô bác ạ. Cũng gọi là thấm, khá là thấm với ngày đầu, kiểu ngày đầu làm cô bác thì sẽ rất là mỏi. Tầm mà chỗ đấy, đằng sau này vừa lấy một con, gọi là sau chỗ đấy này. Chỗ đấy thì mình đừng có đào xuống ông quá không ạ, sau này nó cao quá. Cao quá. Đấy, mình đào nó thành thổi thổi xuống rồi. Vâng. Hôm nay lại không có cầm theo là cái flycam, là không thì nếu cầm flycam thì cho lúc xe ghi hình từ trên cao xuống cho các bác. Đấy, nhưng mà nếu mà thì lại bây giờ mà cầm flycam quay các bác thì các bác cũng chỉ nhìn thấy miếng gọi là nhà của đất của hai ông cháu thôi, vẫn chưa thể hình dung ra được là cái miếng đất của nhà hai ông cháu nó sẽ nền nhà của hai ông cháu nó sẽ rộng như thế nào. Cháu rửa tay đã, ông rửa tay không? Rửa tay không? Hai ông cháu mình ngồi nghỉ đã. Mày có bao giờ đi vào trong chậu để tắm không? Tắm mà không có, tắm đi. Ngồi chậu luôn à? Vâng. Ừ. Ông thì cũng được là gần 60 tuổi rồi cô bác đấy, nhưng mà chăm lo cho mình cháu là còn khá là nhỏ. Đấy, hôm nay mới có được có 5 tuổi thôi. Sau khi bà Mạnh được tầm lên được là tầm hơn 10 tuổi thì ông cũng đã được gần là 70 rồi. Lâu lâu có một cơn gió mát đấy ông nhỉ? Ừ. Đây, vừa rồi đang làm thì có một bác là ra bên này thì nhờ bác là cùng sẽ đẩy cái viên đá này luôn không bác? Nó có to lắm không đấy ạ? Có không chịu. Nào, bác. Chân bác nhá. Không sao đâu. Chân xuống đây. Đi đi. Đấy. 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 Cháu nữa. Quẩy đấy mà. Nó vắt mạng. Quân nó tìm mà. Chân. Không giao đâu. Xuống. Nhìn trong cái tảng đá như thế mà cũng nặng lắm ấy nhờ. Ý là phải tầm 100 cân đấy. Chân đấy. Gần 100 cân đấy. Nuôi chạy. Béo nuôi. Búp nuôi này vớ thử. Vào cái đấy xuống mỏng à. Có đến con. Vào cái đấy rồi mỏng nữa. Hai cái hòn này là nó lung lay rồi. Thôi nữa chừng được thôi. Mai đi thử xem. Mười mới được. Vâng. Đông lại nữa. Đó, cứ phải phải tới đặt, phải ra cái này chứ. Tin à. Nó. Hơi lòng yếu bị tôi chui. Đi nó cúp gặp tử vậy qua đây rồi họ không phải chui nữa thôi. Nền nhà đâu bác, sợ rằng là trời mưa thôi, nếu mà trời mưa là sẽ không có làm được, phải tạm hoán lại rồi.
Nó như khô thì không trời mưa thì là chắc là mai đào thêm một ngày nữa là cũng hết rồi. Mai thì sẽ có đông người hơn ra hộ ông. Mai chắc mai chú cũng ra chứ. Bằng cái này chú bây giờ nó bằng thì bằng cái này. Bằng cái này đi luôn. Cái chỗ này thì sau này mình chỉ làm cái sân thôi, chỗ này ấy. Nhà thì không phải nằm ở trên chỗ này đâu. Vâng, đấy còn về cái hướng cửa nhà của ông cô bác thì sẽ là từ hướng bên này mà đi vào cô bác nhá. Bây giờ còn chui à. Lim phải lim tự nó. Lim phải lim tự. Lim thế nào? Lim lý đâu? Lim lý cho khôn. Mắt, quấn nó chìm á. Mắt em. Đây là được đúng không? Lim tí đây nhỉ. Xuống một tí rồi đây. Không phải lép đầy bữa. Dài như thế đâu sao đâu. Họ để khuôn bằng nhờ nó mới đẹp đẹp. Mình lên đây chứ mới khóc mà. Nó to hơn. Hồn bên này này em có thể bỏ nó cú cho bấy. Này em chứ bụt khuôn sập đấy. Con này vừa rồi đẩy được xuống một tí rồi. Wow. Con to này đấy. Con này nếu mà có cái thanh sắt kia thì đục ra làm đôi, làm ba. Phát cái quần rồi thì bụ. To cái răng lấy eo, bắt trọc răng. Bắt trọc cái răng lên cả. Lắc cả chú rồi. Có sợ mấy cây to thì bậy thì phát. Chỉ đến chút bậy. Bây giờ thì đang to quá thì không có thể di chuyển được thì chắc là phải chẻ làm đôi. Ông đang dùng thêm cây to rồi, cây to về bửa quá là nó lăn lên xuống dưới luôn. Vâng. Chân theo không à? Chặt phải chứ. Chặt xuống biên chứ. Cũng bảo không học xuống. Rất là hữu. An toàn á. Cứ liền một tí. Quẩn. Ôi, chắc mấy. Cây khác đấy ông ạ. Cây này à. Cây này liệu ngắn quá không nhỉ? Kìa. À, chú ơi, chú có một tiếng hoàn nữa nhở? Có. Chân của chú là có thêm một hoàn nữa. Chỗ này là có ba hoàn. Bà con ở trên trong bản đấy các bác thì nếu mà gia đình nào có việc ấy, thì là mình đi nhờ cái là người ta đều sẽ ra hút ra giúp cả thôi. Đấy, cho đi. Chú bảy này nó cao lắm. Đấy có đấy. Nhưng mà chú có gì? Đi xuống đặt thì nếu cứ vào sốc hoặc là nếu cứ vậy rồi.
nhiều rất nhiều sắc của kiến và khó càng nhảy nó tuần đá ngắn quá cái này, cái này ngắn quá ngắn quá không, không có lực ấy. Nhưng bây giờ thì xe đi được có một tí thôi. Ý rồi. Một phẩm mỏ trước tôi tìm tới. Tao không? Từ không nhé. Cháu ra tìm. Một bỏ trước đi đó. Bỏ ra. Sự mặc lộ lén ạ. Mà cứ nhập. Ôi dồi. Tay nhá, tay chân thư qua dưới. Đây. Ôi dồi. Câu là cái xà beng luôn đấy ông nhở? Xà beng có một quái này là cũng khó quá. Mấy cây này rồi. Ông ơi là đây, ông đưa cho. Thấy tôi khứng gấu đấy. Dĩ nó xẻo lên rồi sao mới đà. Đây bây giờ có thêm hai cái sập beng này nó riêng. Không được đâu ông ạ. Như này quá. Thế là mình không phải có thêm từ một cái xe beng nữa. Thì may ra là Đây. Đá như kiểu là đất đấy. Cái này có cái ngắn ngắn đây, đục vào ấy. Ngắn không có. Nếu mà có cái đục kia thì nó sẽ được
Đấy, cái đầu nhọn đó mà, cái đầu nhọn nó chắc chắn. Ở phía bên này thì là có, bây giờ đang gặp là ba cái tảng đá của bác. Bây giờ thì phải tách cho nó nhỏ ra. Thì bao cháu thì mới trôi được đi xuống dưới để mà để đá ở phần dưới kia là kè của bác ạ. Đây bà cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác nói rằng là ở trên kênh là nên là đi cho mạnh là đi ra bên cái chỗ đường lớn hay là đường công lộ các bác để mà cho mạnh là có tương lai hơn. Đấy, nhưng mà các bác lại không có trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Nhưng mà các bác lại không có nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian qua thì khi mà cháu Lực đi tìm ấy, thì các bác cũng đã, cháu Lực cũng đã ghi hình lên rồi rằng là không có ai để mà bán. Người ta bán thì bán rất là dốc, nhưng chỗ mà nếu mà để làm nhà thì kinh phí làm nhà rất là cao. Và thêm nữa thì là hiện tại cái phần là kinh phí của cháu Lực thì không có đủ các bác ạ. Hiện tại thì vẫn còn đang thiếu là 70 triệu nữa là mới đủ cái số tiền để mà làm nhà cho ông. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là hiện tại cái quỹ cháu Lực có bao nhiêu thì cháu Lực sẽ biết là làm nhà bao nhiêu. Thì rất là mong sẽ trong thời gian tới thì sẽ được các bác trợ duyên tới cho hai ông cháu để mà giúp cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà để mà che nắng che mưa, ngôi nhà kiên cố hơn một chút cô bác. Điều bây giờ để mà thực hiện cho hai ông cháu là cái điều mà hoàn thiện cho hai ông cháu một cái ngôi nhà đã, rồi để sau này rồi khi mà Mạnh lớn lên rồi, Mạnh đi học rồi, ra này kia rồi, thì đến lúc đấy là Mạnh biết kiếm tiền, Mạnh ra, Mạnh va chạm là đủ rồi. Thì đến lúc đấy thì em mới lại biết cách mà để mà làm ra tiền. Cũng như là nếu mà Mạnh có thể là giỏi giang chăng nữa thì Mạnh phấn đấu ra những cái chỗ khác để mà Mạnh ở cô bác. Tại bây giờ thì Mạnh cũng còn nhỏ, ông thì cũng là bây giờ thì cũng gọi là đến tuổi rồi cô bác, được 50-60 tuổi rồi. Đấy, sẽ rất là mong là các bác ở trên kênh là sẽ hiểu cho cháu Lực và cũng gọi là đừng có đi so sánh về những cái hoàn cảnh này hay là những cái hoàn cảnh nọ và đi so sánh thêm là kênh này với kênh kia. Thì các bác so sánh thế thì cũng đúng thôi. Đấy, nhưng mà các bác cũng phải hiểu được rằng là bây giờ mỗi hoàn cảnh nó là một cái duyên, nó có một cái duyên với lại Mạnh Thường Quân. Thì khi đó thì Mạnh Thường Quân thì mới giúp được. Nhưng bây giờ không có duyên thì thật sự ra thì chia sẻ bao nhiêu thì cũng không có được tiền để mà làm nhà đâu các bác. Như kênh của cháu thì hiện tại là cũng có khá là nhỏ để mà làm, để mà kêu gọi được mức độ là 100 đến 200 triệu thì nó cũng rất là lớn rồi các bác ạ. Còn là công việc của hôm nay thì sẽ cùng ông là coi như là khởi đầu những cái phát quốc đầu tiên, là gọi là những cái ngày đẹp ấy cô bác. Thì không thể mà trong một ngày là hoàn thiện hết cái phần nền được, cái phần nền nhà được cô bác. Thì ông cũng bảo ấy thì là để tầm để ngày mai ông sẽ đi nhờ là bà con hộ là 1-2 hôm thì cháu Lực sẽ trích cái tiền quý ra để mà mua thức ăn cho ông khi mà hàng xóm đến gia hộ của bác. Đấy là gọi là người ta đến là lấy công ông, sau này mà người ta có việc ấy, ông sẽ lại tiếp tục là đi hộ của bác. Có vẻ hơi khó đi nhỉ chú nhỉ? Vâng. Vâng. Vâng.
Đây, ở bên này thì mót được cục đá nào đấy cô bác, thì ông cũng tận dụng ra đây để mà xếp để làm cái phần kè này. Xếp ra cái phần kè này thì thật sự nói với các bác rằng là bà con ở trên vùng cao thì biết một cái kỹ thuật mà xếp đá này, không cần đến xi mà cũng rất là chắc chắn. Hay có lẽ là cái video này đấy các bác, thì là cũng khá là dài rồi, và video mà khởi công này, khởi công cái nền nhà của hai ông cháu thì Tấn Đức cũng ghi hình lại cho tất cả các bác là cùng biết. Hay còn có lẽ là Tấn Đức không xin được kết thúc cái thước phim này thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân ở trên kênh để mà cùng nhau chung tay giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà kiên cố và chắc chắn, che nắng, che mưa các bác nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Xin chào các bác, các kỳ nhá. Xin chào các bác, các chị.